Hello, xin chào các bạn. Mình là Nguyên An đây. Hôm nay An sẽ khui một cái đàn gọi là siêu cấp VIP Pro của Enija. Tại vì nó cấu tạo hoàn toàn khác với những cái đàn mà phổ thông chúng ta nhìn thấy. Đó, nó là một cái đàn mà cấu tạo đến 90% là carbon fiber. Và cái chất liệu này thì giúp cho cái chất lượng của cái đàn nó độ bền là cực cao. Có thể chống va đập, chống trầy xước, chống nhiệt độ do thời tiết. Thì các bạn cứ biết trên những chiếc siêu xe ấy, đa số cái phần nhựa trên siêu xe là đều dùng bằng carbon hết, thì nó vừa nhẹ này, vừa bền này, vừa đảm bảo được tất cả các yếu tố mà khó tính nhất, khắc nghiệt nhất của thời tiết. Thì nay nó được cái công nghệ này được ứng dụng sang cây đàn để xem nó như thế nào nha. Ok, bây giờ anh sẽ khui. Model của nó là EX4 Pro ha. Cái dòng Pro này có EQ. Rồi, số lượng là một cái, khối lượng tịnh của cái đàn nó là 4,2 kg và khối lượng tổng cả cái thùng này là 7,2 kg. Đây, ngồi ăn như vậy mà nó bự này, nó cái này nó khoảng 1,2 m các bạn, ha, cái thùng này 1,2 m á. Wow, một cái thùng màu đen, một cái cây màu đen. Một cái thùng bằng nhựa đen bóng. Phải có một cái dây đeo. Dây đeo của cái thùng này các bạn, dây đeo hai vai á, các bạn dây đeo đàn nhé. Camera thì cho lại gần xem cái chất liệu của nó đây. Đó. Da và rất là dày. Da mềm. Rồi, ngoài ra nó có quyển catalog giới thiệu. Đây, cái này là cái catalog của cái đàn này ha, X4. Và một cái dây jack, jack 6 ly. Tại vì cái đàn nó có EQ sẵn ở trên thì nó sẽ có kèm theo dây jack luôn ha. Cái gì đây? Một cái hộp giống như cái hộp đồng hồ các bạn. Cái này là dây đeo của cái thùng, cái này là dây đeo của cái đàn. Đấy, bằng da luôn nha các bạn. Đó, này là xong. Rồi, lấy cái đàn ra. Bự, nắng ha. Thùng đàn xịn sò. Có những cái chân để chúng ta có thể để ngang này, hoặc là để ngửa. Nó đều có cái giá đỡ ha, thách dọc và có thể đeo sau lưng. Mà cái này thực sự nó rất là nặng. Một cái đàn tiêu chuẩn cao ha. Giờ anh khui đây nha. Rồi, đó. Các bạn thấy chưa? Xịn sò chưa? Chất liệu carbon này. Đó, thấy được những cái vân carbon của nó luôn. Các bạn muốn hiểu về carbon, chất liệu carbon fiber thì các bạn có thể lên Google search để tìm hiểu về nó nha. Một cái hộp đựng bằng nhung phía trong, lớp nhung, và ngoài là bằng chất liệu nhựa ha. Nè, có logo rồi các bạn không? Nhìn xịn sò chất lừ luôn ha. Cầm cái thùng không là thấy. Wow. Cái này là một cái loại nhựa tổng hợp á. Còn cái mặt trước là full carbon này. Nhìn rất là đẹp luôn. Cái này này các bạn, nếu mà trong những siêu xe là hay có những chất liệu này này. Wow, một cái đàn cấu tạo lạ dữ trời. Ở sau là nhám nha các bạn. Màu nó không phải là màu đen mà nó hơi nâu nâu. Và đi kèm một cái EQ chính hãng của Enija. Và ở cái EQ này thì anh thấy là nó dùng bằng có tích hợp pin sẵn phía trong, và khi xài hết chúng ta sạc bằng tai C rất là tiện, chứ không phải là như những cái EQ khác người ta xài cái cục pin 9V thì thay ra thay vào nhiều khi mình chơi hết là rất là bất tiện ha. Rồi, và những cái hiệu ứng ở đây thì tí nữa mình sẽ nghiên cứu sau. Điểm nhấn của cái đàn này là một cái lỗ thoát hơi nằm ở phía trên, cạnh trên của cái đàn. Thì như nhà sản xuất đưa ra lý giải cho cái việc này á, người ta bảo là để giúp cái người chơi nghe được âm thanh rõ hơn, và thứ hai là tránh được tiếng hú của cái đàn khi chúng ta cho ra EQ. Các bạn biết là một số cái đàn guitar thùng bình thường á, khi mà gắn ở đây phải không, là nó sẽ có tiếng hú khi chơi, tiếng tiếng hú, và người ta có những cái công cụ để mà chặn tiếng nó lại. Thì ở cái đàn này thì nó khắc phục cái đó luôn trực tiếp trên cái đàn bằng cách chuyển cái lỗ thoát hơi từ giữa ở giữa này lên trên góc trên, để giúp cái người chơi có thể nghe được rõ tiếng đàn hơn, và thứ hai là khả năng chống hú ha.
đẹp quá. Cái phần khóa đàn ở đây anh thấy là mạ vàng nhá. Đấy, và khắc logo Enisa luôn. À, ngoài ra cái logo tổng của nó này, nó có một cái giống như đổi màu luôn á. À. Nhà sản xuất công bố là bộ dây này là bộ dây Edisa luôn nhá. Một cái đàn mà tặng kèm bộ dây Edisa là gọi là một cái dòng cao cấp rồi các bạn. Rồi, anh sẽ cho cái này ra để ngồi xem cảm giác cầm nắm nó như thế nào. Đàn này thì chưa được lên dây. Thường á thì khi mà chỉnh phải không là cái dây, cái tiếng của cái dây đàn nó sẽ bị lệch đi một xíu nào đó và mình chỉnh lại. Riêng cái này anh cảm giác như là chỉnh đến đâu là đứng im đến tiếng đến đó luôn. Chỉnh xong quay lại tiếng vẫn còn nguyên. Đó. Nó không bị xê dịch. À, hôm nay là may mắn là qua có một người anh của anh qua chơi à, cũng là một sư phụ guitar, nhưng mà anh xin phép là anh sẽ che mặt của anh lại nhá, chỉ cho anh cái thử tiếng thôi. Bây giờ mình thử, tại vì anh có một cái loa đây này, nhưng mà cái loa này nó không được hay, tại vì anh sợ khi cắm nó ra là cái đàn này nghe rất là dở, nên thành ra là anh sẽ để dành hôm nào đấy để lấy cái loa chất lượng nó tốt hơn á, thì anh sẽ test qua cái này. Thì các bạn cái tuner, cái EQ này nó có một cái điểm đặc biệt ăn tiền này các bạn ơi. Đấy, xong rồi hồi vọc thì anh mới nghiên cứu ra là khi chúng ta khởi động này, giữ nó khoảng 2 giây rưỡi 3 giây ha, nó lên màu xanh này. Cái EQ này không đơn thuần là chỉ để đánh ra dàn loa bự, mà nó còn có chức năng hỗ trợ cho cái đàn này trực tiếp trên cái đàn này luôn khi chúng ta đánh mộc. Đó, bây giờ anh Duy anh sẽ test cho các bạn cùng nghe nhá. Ví dụ đây nó có chức năng là cho rớt này. Ừ, cho rớt. Nó là tạo tiếng bè đó. Để nó khoảng tầm. Rồi thử chức năng cho rớt trước nha. Đó, các bạn có nghe thấy cảm giác như nó có một cái gì đó nó bè cho nhau không? Và cái tiếng này không phải anh cắm ra loa mà nó là của cái đàn này, nó có một bộ giả lập âm thanh ở trong này can thiệp trực tiếp vào cái đàn này ở trên cái miếng thạch anh này này. Nó can thiệp trực tiếp đây và nó hỗ trợ trực tiếp trên cái đàn này. Là trong này anh nghĩ nó có một cái loa gì đó Đúng rồi, có để nó cái hỗ loại trợ, nhỏ. có một cái loa nhỏ công suất nhỏ để hỗ trợ và nghe không hề lạc với cái tiếng của cái đàn nhé các bạn. Rồi ngoài ra nó có thêm chức năng Delay này. delay. Rồi, delay là nó tạo cái tiếng tiếng vang đó các bạn, nó lặp lại đó. Như là Đó, các bạn nghe tiếng đó, giống như đi ở trong 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 rừng sâu mà chúng ta hét lên đó. Wow. Đó, các bạn có nghe thấy tiếng vang của nó không? Đỉnh không? Đó.
không có một cây guitar thùng gỗ nào có thể làm được điều này các bạn nhé. Không có một cây guitar thùng gỗ nào có thể làm điều này nếu như không có sự can thiệp của công nghệ. Và đây là cái đỉnh cao của cái EQ này các bạn. Chưa có một cái EQ nào anh thấy nó làm được điều này hết á. Đây là đỉnh cao của EQ đấy các bạn nhé. Tức là nó giống như một chiếc xe xe xăng, chúng ta chạy xăng bây giờ nó kết hợp với điện á, thì đây là một cái guitar thùng á, chạy tiếng âm bằng thùng là hỗ trợ thêm điện, tức là nó tăng lên cái sự hiệu quả cho cái đàn nó hay hơn. Và cái này là thuộc về yếu tố công nghệ đó. Và cái sự việc xử lý cái âm thanh này nghe rất là không hề giả nha các bạn, nghe rất là mượt luôn. Đó là âm thanh mộc, và nếu anh nghĩ nó cắm ra loa nghe sẽ hay tương tự như vậy thôi, tại vì chúng ta nghe mộc sao thì nó đẩy ra loa cũng tương tự thôi ha. Hay quá, cái EQ này hay quá. Rồi, chức năng này giả lập trong phòng này đó, khi chúng ta chơi trong phòng là cái tiếng nó sẽ nó bình thường thôi. Bình thường. Nó sâu, độ sâu vừa phải. Rồi, sang chế độ hội trường đi. Đó. Tiếng bắt đầu vang hơn rất là nhiều. Giống như vang âm thanh vòm của cái hội trường á. Rồi, đây nó có thêm một chức năng tune. Tune này là giúp cái tiếng nó chỉ điều chỉnh một xíu cái tiếng thôi. Đó, ở đây là cái mic của cái thùng như hồi nãy anh nói rồi. Rồi cái volume này không có ăn thua gì hết nha. Khi chúng ta chơi mộc, cái volume này nó không có tác dụng. Cái này chỉ tác dụng đẩy ra phía ngoài thôi. Đẩy ra âm thanh thôi. Đẩy ra âm thanh thôi. Hay quá. Điểm ăn tiền của cái đàn này là cái đó luôn các bạn. Hoàn hảo, perfect. Từ kết cấu này cho đến tính năng công nghệ này tích hợp cho một cái đàn đó. Về cảm giác ôm cái đàn này anh cảm thấy sao? Ôm thì nó vừa đó, không quá to, không quá nhỏ. Có nặng hơn những cái đàn bình thường không? Cảm giác thì cái cần này có vẻ như nó nặng hơn cái thùng nặng luôn hơn đó. Đúng không? Cái cần này biết nó bằng cái gì mà nó cảm giác nó nặng lắm. Cảm giác cái thùng nó nhẹ nè mà cái cần nó nặng nè. Cái đàn này là Enisa ưu tiên về độ bền đấy các bạn. Tức là khi đã sử dụng chất liệu này là người ta mong muốn có một cái guitar có độ bền lâu năm, và ngoài ra làm sao để tạo được một cái tiếng nó hay hơn cái guitar thùng. Đó là cái mong muốn của nhà sản xuất Enisa, một cái nhà sản xuất mặc dù mới ra đời thôi nhưng mà họ đã biết ứng dụng nhiều công nghệ của họ trong này để cho ra những sản phẩm gọi là sáng tạo đột phá luôn á. Đó, ngay như những cái cấu tạo như vậy này là người ta đã muốn phá cách hết rồi. Người ta không muốn thay đổi cái guitar nhưng mà người ta sẽ làm những gì tốt nhất bằng công nghệ hiện đại nhất. Đó là Enisa. Đó, tại vì An đã bán và review rất nhiều đàn của Enisa, anh cảm thấy như họ rất là đột phá trong tất cả các khâu và người ta không ngại thay đổi. Đó là cái điểm rất là hay, rất là tiên phong. Anh để lật cái mặt sau xem nào. Đó. Độ dày vừa phải, cái này size 41 nha các bạn, size 41. Đó, nhìn chất liệu này. Đó. Này là bền lắm các bạn ơi, cái chất liệu này. Rất là cấu tạo, rất là tốn giản nha, tối giản nha, đơn giản cực. Nó không có màu mè cái gì đâu. Nhưng mà chỉ ưu tiên là tiếng và về chất liệu thì hai cái này đảm bảo là ưu tiên số 1 của Enisa. Họ không có chạy theo thị hiếu nha, họ không cần đẹp mà bản thân cái đẹp của họ là độ bền là tối ưu. Và đập này chày xước, những cái này là nó chống xước luôn đó các bạn. Đã là carbon fiber là nó chống xước. Vừa rồi các bạn vừa được nghe một guitar rít siêu đỉnh đúng không ạ? Nghe rất là phê đúng không ạ? Không. Cái đàn này phải rơi vào tay những người như vậy nghe nó mới cảm nhận được hết cái những cái tinh túy của cái đàn. Và điều quan trọng nữa là gì? Là giá đúng. Cái đàn này ở trên website của hãng á là để là 899 đô la, là nó khoảng gần 20 triệu Việt Nam đồng mình á, nhưng mà nó chưa có tiền ship về nha, chưa có gì hết. Và anh có thấy một số website ở bên nước ngoài bán cái này về Việt Nam để ship về nó khoảng tầm hai mấy ba chục triệu luôn đó các bạn. Tại vì nó tính phí rồi tính cái gì đó anh biết, nó tùy showroom, tùy cửa hàng nữa. Nhưng mà các bạn biết rồi, anh luôn bán Enisa với một giá rất là hữu nghị nhất, tốt nhất, ok nhất cho tất cả mọi người trải nghiệm.
Cây này thì có giá niêm yết ở Việt Nam nhá là 17 triệu. Là do bên An phân phối đó. Giá niêm yết trên website của An. Thông báo mọi người luôn là cái website nhạc cụ chính hãng.com của An á, đã lấy lại được tên miền. Mọi người biết không, An bị mất cái tên miền website này lâu rồi mà bữa nay em mới lấy lại được. Bây giờ mọi người thể truy cập vào nhạc cụ chính hãng.com là cái website của thuộc Saola Music luôn. Một cái nhánh riêng, tại vì Saola của An là bên chuyên dạy học thôi. Nhưng mà An bị cướp tên miền website các bạn ơi. Và bây giờ An đã lấy lại được rồi. Và bây giờ có thông tin gì là An úp lên website đó hết. Rồi, giá niêm yết bên nhạc cụ chính hãng là 17 triệu. Bao gồm những gì nãy giờ An đã giới thiệu đó, nguyên cái thùng này, nguyên cái cây này. Cái cây này không mua cả vài triệu rồi nhé các bạn ha. Rồi chưa kể bộ EQ, dây đeo, một cái đàn gọi là công nghệ mới luôn. Các bạn mà cầm cái đàn trên tay này đúng là độc nhất vô nhị luôn. Cái đàn siêu đẹp như vậy, giá niêm yết 17 triệu. Nhưng các bạn liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của An đi, 0913 20907, thì sẽ có một cái giá chiết khấu tốt hơn. Các bạn cứ xem hết video này, các bạn sẽ thấy được cái số điện thoại của An ha. An bỏ ở phía dưới. Nói chuyện trực tiếp với An luôn nha. Đó, số Zalo của An đó. Rồi, anh chị các bạn nào mà quan tâm thì có thể liên hệ với An qua số là 0913 20907 ha. Hoặc là thông tin ở trên website nhạc cụ chính hãng.com. Ngoài ra các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm 77C Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 ha. Và cái đàn này bên An bán ra là vẫn bảo hành 12 tháng và miễn phí vận chuyển cả nước ha. Rồi, cho các bạn ngắm lại lần cuối này, đẹp không? Quá đẹp luôn. Trời đất ơi, Enisa toàn là biết lấy lòng người ta mà. Đợt trước ra một cây điện á, các bạn biết không, bên An bán cháy hàng luôn á. Cái dòng điện mà có mic á, cây đó là cái gì ta quên, Netgy ha. Rồi giờ đến carbon fiber. Cây này đáng có ở trong bộ sưu tập của các bạn, của anh chị và các bạn ha. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Hay quá.